Cách đăng ký kênh Youtube nếu chưa có tài khoản Gmail. Chạm ứng dụng Youtube. Chạm cái vật này. Nhập vào chữ cuộc sống ở đây không cần có dấu. Nếu bàn phím tiếng Anh thì chạm chữ search. Còn tiếng Việt thì chạm chữ tím. Kênh cuộc sống ở đây nè. Chạm chữ đăng ký hoặc hình trái đất này. Chạm chữ tiếp tục. Nếu quý vị nào có Gmail rồi thì nhập vào đây để đăng ký quý vị có thể xem video cách đăng ký kênh Cuộc Sống ở đây lần trước nếu cần. Bây giờ tôi hướng dẫn cho quý vị làm sao tạo tài khoản Gmail. Chạm tạo tài khoản, chạm dành cho mục đích cá nhân của tôi. Không cần nhập họ nếu không muốn. Nhập tên bạn vào đây. Ví dụ tên bạn là Mai. Không cần có dấu. Chạm nút tiếp theo. Nhập ngày tháng năm sinh vào đây. Ví dụ ngày 2. Tháng 2. Năm 2000. Chọn giới nam hoặc nữ. Chạm nút tiếp theo. Bạn chọn cho bạn một cái Gmail. Rồi nhập vào đây. Ví dụ Mê Mốt. Nhưng Gmail này có người đang dùng. Thử tên khác. Mê Mốt và thêm vài số ở sau. Chạm nút tiếp theo. Chọn cho bạn một mật khẩu. Rồi nhập vào đây. Mật khẩu phải trên 8 ký tự. Phải có chữ hoa và chữ thường. Và một dấu đặc biệt. Ví dụ mật khẩu bạn chọn là D x, 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 x 1 chấm. D là chữ hoa, có số 1 và dấu chấm. Chạm nút tiếp theo. Nếu ở đây có nút miễn nhập vào số máy di động thì quý vị chọn. Còn không thì bạn chọn quốc tịch của bạn. Nhập số máy di động của bạn vào đây. Chạm nút tiếp theo. Google sẽ gửi cho bạn mã xác minh này. Nếu quý vị nào đang nhìn người đẹp và mã số này biến mất trên màn hình bạn mở ấn dụng tin nhắn để xem lại mã số Google đã gửi. Nhập mã số vào không cần chữ G hoặc dấu gạch ngang. Chạm nút xác minh hoặc tiếp theo. Vậy là bạn đã tạo cho mình một tài khoản Gmail. Nếu màn hình của bạn có kênh cuộc sống ở đây nè. Chạm nút xem kênh. Có chữ đã đăng ký là xong. Còn màn hình của bạn không thấy kênh cuộc sống ở đây mà thấy tên của bạn. Chạm kênh đăng ký đây kênh cuộc sống ở đây nè. Chạm nút xem kênh, có chữ đã đăng ký là xong. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cuộc sống ở đây.